Hello các bạn, là Dũng đây. Thì hôm nay Dũng xin mời các bạn cùng đi với Dũng để mà làm công việc. Đó là mình sẽ chụp hình về thời trang, túi sách. Chúc mừng các bạn, đây là Landmark 81 tầng. Hôm nay Dũng lại chụp ở đây. Không khí và bầu trời hôm nay rất là đẹp, nhưng mà nhiệt độ hơi nóng một tí. Bây giờ cái điểm hẹn của Dũng vẫn là chỗ cũ, đó là cà phê cộng. Thì chắc là mình sẽ vào trong đây mình uống một tí thức uống và ăn sáng rồi làm việc. Chờ ekip đến rồi mình sẽ bắt đầu. Dũng sẽ order món. Các bạn xem qua menu nha. Cho anh một cái bạc xỉu. Xỉu đá. Dũng đến chỗ này sớm một tí để mà mình relax cho đỏ và được thoải mái hơn trước khi làm việc. Còn ekip của Dũng thì vẫn còn đang trên đường đến. Thì bây giờ mình vẫn ngồi chờ. Thì mời các bạn dùng một ít nước giải khát với Dũng nha. Rồi một tí nữa mình sẽ làm việc. Xin mời bạn. Bây giờ bạn Dũng mới alo là đến một mình đem hàng hóa đồ mẫu đến, nhưng mà nặng quá không xách nổi, giờ mình phải đi ra mình giúp bạn. Đằng sau lưng Dũng là 81 tầng các bạn. Các bạn thấy đẹp không? Thì hiện tại ở đây là đang hot của Sài Gòn, cho nên là ekip Dũng sắp xếp đến đây. Do thông thường là Dũng cũng hay chụp hình tại đây, và cũng có nhiều người người ta đến chụp nữa. Morning Phương. Morning. Có cái này hay quá ha. Bình thường là Dũng gửi xe trong hầm của Landmark luôn, xong đi bộ đó lên nó tiện hơn. Nhưng mà nếu về mai mốt mà mình có chụp ở đây á, chạy gần tới nó Phương alo trước Dũng ra, bên kia Dũng đón lấy đồ dễ ha. Ok. Alo cái sắp cái này vô trước rồi cũng gửi xe. Thôi mình đi. Đây. Mồ hôi đầy đúng không? Mệt lắm á. Tại vì trời nóng quá. Quá mệt. Ở đây Dũng đi rửa mặt luôn. Giới thiệu bạn, đây là ekip của Dũng. Hôm nay như chỉ có 3 người thôi. Thì Dũng cũng gửi đến các bạn một tí thông tin về thương hiệu đồ của bạn Dũng đang kinh doanh luôn nha. Thì sẵn dịp đây thôi mình cũng giới thiệu bạn một tí. Hello mọi người. Thì mình nói chung cái dòng túi này á, thì là mình nhập từ bên Nam Mỹ, trong đó thì có Colombia, Ecuador, Panama và một số nước Venezuela. Họ làm bằng tay, những cái sản phẩm họ đều là bằng tay hết. Họ bóc bằng cái sợi, mà sợi đó là tổng hợp, có cái sợi raffia là sợi cỏ đặc trưng của cái rừng Nam Mỹ, cái rừng Nam Mỹ. Thế là họ phối hợp với một số loại sợi nữa, làm ra cái loại sợi mà họ móc bằng tay ra những cái túi. Mà những cái túi nó không đơn giản là những cái túi màu trơn, hoặc là những cái túi chỉ là đơn giản là không có họa tiết như là chúng ta lâu lâu chúng ta thấy. Túi này á, họ làm ra nó theo cái hướng nghệ thuật nữa, nghĩa là những cái họa tiết họ móc bằng tay, nhưng mà khi mà họ móc xong thì cái túi nó lên được nhiều họa tiết. Có hình người, có hình hoa, có hình đủ thứ hết. Thì hôm nay mình sẽ phối hợp với mẫu để mà đưa cái bộ sưu tập mới nhất của mình, của các cái thương hiệu nổi tiếng của bên nước bạn đó, giới thiệu đến khách hàng Việt Nam. Thực ra thì khách hàng của mình cũng đã biết đến sản phẩm này rồi, mà hôm nay mình muốn làm sưu tập này để giới thiệu rõ hơn, để cho mọi người biết tới cái dòng sản phẩm mới. Túi handmade á, nó có tên là mochila, có nghĩa là mochila trong cái tiếng Tây Ban Nha, lúc nó gọi là cái túi luôn. Thì lúc đầu tiên thì khi mà người Nam Mỹ họ phát hiện ra một cái loại túi mà có dây rút, họ móc bằng tay, cái đáy của nó hình tròn và có dây rút, và có những chiếc quai đeo, ví dụ muốn đeo chéo, đeo thẳng, hoặc là mình xách tay cũng được, nhưng mà cái form túi lúc nào cũng là dạng dây rút. Và móc bằng tay bằng những cái kỹ thuật, một sợi, hai sợi, ba sợi đều có hết. Thì đầu tiên á,
thì là ở cái vùng La Guajira ở Nam Mỹ á, thì ở Colombia thì họ đã hình thành được những cái làng nghề đời này truyền đời khác, từ ông bà cha mẹ tới các con, ngay cả nam nữ thì họ cũng đều làm được cái túi, nên họ làm rất là thuần thục luôn, kỹ thuật của họ rất là điêu luyện. Thì sau này khi mà thị trường phát triển á, cả thế giới biết á, thì họ đã xuất khẩu sang châu Âu, sang Mỹ, sang các nước phát triển. Nhưng mà về châu Á mình á, thì còn rất là mới mẻ, nhất là Việt Nam thì lần đầu tiên mình thật sự mình rất vui và rất tâm huyết, tại vì mình mang chiếc túi này về đến đây như là một cái làn gió mới, mình muốn giới thiệu với mọi người luôn. Tại vì túi thì là về châu Á, nhưng mà các nước phát triển như Nhật, Thái Lan, Hàn Quốc thì họ đã dùng rồi, nhưng mà Việt Nam mình thì rất là mới mẻ. Thực ra các cô, các bà, các chị của Việt Nam mình á, thì cũng có móc những cái loại túi như vậy, nhưng mà nó chỉ là ở dạng rất là đơn sơ, nó không có nhiều họa tiết như là những người ở bên vùng đất của họ làm ra. Phát triển về thị trường á, thì ở bên nước của họ, họ có những cái thương hiệu rất là nổi tiếng. Ví dụ như là Argentesido, Mochila Market, Teruma, Nayaz, Mi Atensano, và rất là nhiều những thương hiệu khác. Mình nhập tất cả những thương hiệu đó về đây để giới thiệu với mọi người. Thì hôm nay thì mình sẽ chụp với túi của Mi Atensano, Argentesido và Mochila Market, là ba thương hiệu mình muốn giới thiệu đến mọi người trong buổi chụp ngày hôm nay. Thì mong mọi người đón nhận và yêu thích những chiếc túi, vì những chiếc túi rất là xinh đẹp. Ekip đã chuẩn bị xong, bây giờ Dũng sẽ bắt đầu chụp nha bạn. Ok. Rồi giờ em xoay cái lưng anh chụp luôn. Rất là tươi nha. Cho cái tay dịnh lên cái vỏ. Dạ. Rồi. Ok. Xoay cái eo bên kia, bên phải, đúng rồi. Em có em xoay vỏ ra giữa người luôn. Xoay vỏ ra giữa người. Dạ. Rồi, tươi. Cứ diễn xuất theo cách của em nha, không sao. Ok. Ok, mình mở vỏ ra cầm. Rồi, nâng vỏ nhẹ lên. Ok. Rồi, đem một vai em. Ok, rồi, đó, ok. Rồi em chỉ cần chỉnh chân tí là được rồi. Rồi. Ok. Xong một cái vỏ rồi bạn, giờ tiếp tục. Rồi em cứ cầm cái vỏ sau theo cái cách của em, quen là được. Ok, tươi. Rồi giữ yên. Dính tóc luôn cũng được nữa. Ok. Rồi, đổi tay giùm mình. Diễn chân luôn.
Ok các bạn, thì video của nhóm mình hôm nay đến đây xin phép kết thúc. Thì có gì nếu mà thấy sản phẩm của bên bạn Dũng á thích hợp và đẹp á, các bạn hãy ủng hộ nha các bạn. Thì sản phẩm của mình là liên lạc qua cái đường link nào Phương nói đi Phương. Thì ai mà yêu thích sản phẩm của bên mình á thì có thể vào trang fanpage Lotus Lamy Handmade Bags, hoặc là inbox, hoặc là kết bạn với Facebook của mình là Hoa Sen, thì mọi người sẽ được sở hữu những chiếc túi yêu thích. Nếu mọi người cảm thấy có hứng thú với dòng sản phẩm này, sẽ luôn trên vai mọi người ha, trên những chuyến đi, trên bất cứ công việc gì. Rất là dễ thương, rất là cool, làm cho cuộc sống của mọi người sẽ vui vẻ hơn, mỗi ngày mỗi tiếng cười nha. Cảm ơn mọi người. Và tiếp theo thì nếu mà hình Dũng sẽ up vài hình về sản phẩm và có cả bạn model này, Tân Yến, lên trên YouTube của Dũng luôn. Thì nếu mà các bạn nào mà làm về kinh doanh thời trang này kia, sản phẩm này kia, nếu cảm thấy là vóc dáng của bạn này phù hợp thì ủng hộ bạn luôn. Con cho bạn và con cho Phương khi mà mua đồ. Xin chào các bạn. Nếu các bạn thấy video mình hay thì nhấn like, và thấy thích hơn nữa thì hãy subscribe kênh giúp Dũng. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại.